Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 28 tháng 8 năm 2021, giá lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đứng giá. Riêng lúa OM380 tăng nhẹ 100 đồng một ký. Thị trường có chút khởi sắc, tuy nhiên giao dịch vẫn còn chậm. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 4.500 đồng đến 4.600 đồng. OM380 giá 4.500 đồng đến 4.700 đồng. OM9582 4.800 đồng đến 4.900 đồng. Lúa Nhật 4.700 đồng đến 4.900 đồng. Lúa Hàm Châu 5.500 đồng đến 5.600 đồng. Nếp An Giang loại 3 tháng 4.200 đồng đến 4.400 đồng. IR50404 giá 4.600 đồng đến 4.800 đồng. VNR20 5.700 đồng đến 5.800 đồng. Nàng Hoa Chín 5.800 đồng đến 6.000 đồng. Đài Thơm 8 5.500 đồng đến 5.600 đồng. OM5451 giá 5.000 đến 5.200 đồng. OM18 giá 5.300 đồng đến 5.500 đồng. OM6976 4.800 đến 4.900 đồng. OM4900 5.200 đến 5.400 đồng. RVT 5.800 đồng đến 5.900 đồng. ST24 6.000 đến 6.200 đồng. Nàng Nhan Khô 11.500 đến 12.000 đồng. OM6976 khô 6.500 đồng. IR50404 khô 5.400 đến 5.500 đồng. Lúa ST24 khô 7.900 đến 8.000 đồng. RVT khô 6.700 đến 6.800 đồng. Lúa khô OM18 5.700 đến 5.800 đồng. Giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha quý bà con. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh vẫn đang còn rất là phức tạp và nguy hiểm. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được lưu ý đến tất cả quý bà con là hãy cố gắng thực hiện 5K, bao gồm có sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế khi cần thiết và nhớ là khử khuẩn nha quý bà con nha. Đó, mình thực hiện đúng như vậy để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình mình là trên hết nha bà con ha. Cảm ơn quý bà con rất nhiều đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin được kính chào.